ណាជាបឋមនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ 3 នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង 3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ដ៏ដំកំពង់ពោះហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះជានឹងសិក្សាសាសនៈសិភាសិតលេខ 50 លេខ 54 chương sa sơn ạ sơ bê sơ hà sơ buồn ní cứ chia sa sơn ạ sơ bê sơ mùi tệ tương tân nâng cả gì ra chê nè cả gì ra chê cả gì ra cả gì ra thê nặng cả gì ra thê nặng chẳng cứ cặp bây chỉ điệp thà nô khôn ông sa sơn ạ sơ bê sơ tì hà sơ buồn ní cả dị ra chế cả dị ra thế năng à, bơ thư ca ở vây trâu tại thư ca nụ ở đất đoàn à. Bơ thư ca ở vây thư ca nụ đất đoàn đi kêu chế xa xa nạ xa phía sạch mối để tệ tương tình nâng rương tệ tương tình nâng rương ở xa xa nạ xa phía sạch để trong prap trong nền nằm đó Phật Đức Sa Sơn Đức Cư Chân có đôi chì xa vệ thằng ơ để bóng như vậy ta không thua cả không khả năng này nhé chân chân được thua cả sắc xa nó không rừng được đôi ta tốt cách cá sập xa bư thằng ơ tên cát phòl xâm rạch bà giói một bì thua đòi dọc chặt tụ đặc nạc này to su là suốt xoa như anh mình mến xâm rạch bàn chìa phòl và rồi dọc đòi ca nực kết ở rư ca thư đòi chi chìa nụt lời dương bộ côl ca bờ chọn bàn phòl là mùi hỡi trâu tay thư ca bỏ cọp ca nghiên nụt nụt có bàn tay ca thư ca bỏ cọp ní sau tiết mình mến thưa ơi đòi lên lên nhà này bên mình ơi lên lên mà đòi mình men thưa đòi lên lên xa xa hay ban xâm rạch bà giói đó thông nụ lại cứ trở thưa đòi ca dọc chất tục đã prang prang đã prang prang hay khnạc khnạc kỳ vấn cơ cơn bạn đây tham ấy cơ cơn dạng khăng một mầm na từ ban sầm rạch phật bồi giới từ ban sầm rạch phật bồi giới thầm na riêng sốt bà riêng đời mình sư prang prang đời chơi chỗ nâng mình ban chấm này đăng lại bà tục chia che đăng có che từ chào clash out clash and đôi xâm lo xâm đại bài nhưng nè thư sre chấm ca ba năm năm thư đây chi chỉ có bản phật tịch tu sư đôi sư đang đà dân ca che đăng ra ru ca bản phật tịch tu ní có mọc âm pi để khluôn bản thư hay nu mình một mầm mình đặt đal ni anh để cho nó đam bay nâng sầm rạch phật bồ giáo nhé bồ giáo đạo đam sam tam tịch đầy prathana rồi bảo bục luôn bục quan bờ thưa cái ca nà trâu thưa ở đặt đàl mầm muôn còn thưa ni thưa nu mình spo trăng nà ni kỳ chi sa sanh sĩ phi sát sầm rạp bộ trăng ná hay nâng ơi khát bà giói phong nâng mân xâm rạch phòl phong hay nâu xoal ca nghiền nút tiếng sọc cả nè khám biên nạ ná thư giang ná cả tiệt phong bà cứ bà thư ở vây trâu thư ở hai cấm tục lại bằng co kề ní cứ chia xa sẽ đặt sự phía sạch mối để tiện tương tình đứng ca để dưỡng thưa với cứ bọn trong ở dưỡng thưa nó ở một mầm đó
chẳng cả na để dương thưa ấy để ta thưa sai cùng chăm thưa sai thưa chẳng cả cùng chăm thưa chẳng cả để riêng cùng chăm để riêng tập vì chẳng tới vì ăn miên sẽ bài ấy mùi nè bài ấy mùi chẳng cứ ban này ta pra cả ăn cả nè cả cả ní cứ bỏ bớt lo trong sầm đài ta thưa ấy thưa mùi cả nó cả gì ra chế cả gì ra thế năng mà thưa ở với trâu tai thưa ca nu ỏi đặt đỏ chẳng bàn này thà ỏi ba muối muối nè ni cứ sa sanh về sạch lọ tụi bây dương che tràn giang nào cả đòi vấn thế bởi che tràn này pra ca mình cắt mà nâng ọt này chẳng bàn bỏ ông trung sầm đại ni cứ chỉ sa sanh về sạch môi sầm khăn sầm rập bột bò sạch mình tên nè bột bò sạch mình tên bỏ ông trong như thà bờ sân để thưa sai ở ban sầu, ở ban phật, ban sầu hay từ tu tiền được cột mà riêng mục với chiều với riêng ở trẻ, nè bờ sẽ bập cấm lục thả mấy thả riêng ấy riêng ấy sẽ bả, nè cầm ở khỏi chào riêng ấy riêng cầm từ nghi là người ăn bọt bờ trẻ bọt cát, bả rồi tam hào này cứ sẽ bập cấm lục bập thành chẳng hay ní cứ chia xa sanh nạn sự phiền sệt để bảo ông trung sẩm đại cứ sự phiền sanh đi lõn à lõn mình tiến sẩm rập chuẩn đại chẳng sẩm rập bây giờ cho với mùi bật bậc cọt cứ cả gì ra chế cả gì ra thế năng mà thưa với trâu thưa can nó ở đặt đón nó chẳng thể bàn lọ ở ban sẩm rập tụi bây thưa sai cái đó thưa chúng ca cái đó nhẹ chúng nuôi đó nhẹ riêng đấy nhẹ riêng ở với cứ mục với chia ở với cứ trâu tự riêng để đặt đón nè mình tha cái nết vị chi mình tha rùp mình tha xó xa mình tha vị chi pet vị chi chi vẹt cứ cách ca nghe ở vây tầng o chấm po nhận nhom bột bò sạt đằng ấy nè cứ cái sa sanh sự phiền sệt thì hà sập buồn đi cứ chi sự phiền sệt muối bây giờ này vậy tha sầm rách bây giờ nè cái nào để phơi tàu tam bỏ ong tu miên biến bờ đảo này cứ ca nghe nước bằng bàn sầm rách nè bạch bây giờ bồ ran ta cầm ở chập trăng đi cầm ở chập trăng nó ban này ta dương chập ở với cứ chập ở chập hay riêng ở đặt đỏ mục vị chia na ở bậc cát mục vị chia nâng hay ở praka nè nhìn nhầm nè này cứ chia cô lùm long rồi bỏ bỏ ông mong riêng dương cả nó vật ban pan na vi asrai lư ca tăng chất asrai lư ca dục chặt tục đắc sai lực bọn ba rơ mây របស់ chúng đối với mình mên sự phi sắt này sẩm đai chúng hay chúng bạn sẩm rạch tằng ở đối nhiệt nhôm mình đai bạn thưa rương lọ lọ bản tay nhôm chọng bạn lọ có về ở bạn này về nằm ơi này bản tay sa sanh sự phi sắt này lục chọng ơi dục chặt tục đắc bơ nhôm sđap thô nhôm vô chất tục đạ sđap pật pọt tha chăng nhiêi pi ấy chăng sầm đành pi ấy ới chbas cái này cầm ới sđap hay ọt yol riên hay phơ ca ọt kaet na bơ jeung nhiêi cầm ới kê tha lăng tị thna na prơ cam kaet miên đai sinh nha bat pần tae prơ cam kaet nư ọt trâu tê cứ ới miên tăng sinh nha bat ai thưa ca nâng cả anh đi cứ chọn gì chẳng chọn gì chẳng cứ tầm khăn sự phi sát đi soi bật để chia xa sơn nã rẻ men nó có bàn tay miên xa đã bây giờ nha chấm đong chương miên dịch đây thà thưa ca với đầu tay thưa ca nút ai đặt đó cứ ai miên chấm niên như ngay ai miên e tạ thì cả như ngay một mòm nó không nằm ở vầy bờ xa xa có ôi chú bà tớ có bờ cân đất với chía có ôi chú bà cân đất với chía bờ rụp có ôi chú bà rụp chân tớ bờ nẹ riêng ôi chú bà nẹ riêng chân tớ bờ nẹ thơ sẻ ôi chú bà nẹ thơ sẻ bờ nẹ chùm nuôi nhờ chú bà nẹ chùm nuôi bờ nẹ khang cạ dì cám cạ dì co nó có chú bà cạ dì cám cạ dì co nâng anh đi cứ chia xa xa nạ xa phía sân mối trong đá tương kran nùm lực đó chuẩn đằng lại đầm bấy ôi xâm rạch và giò chẳng bàn tha Phật Phật được sát sản ánh mình phụ ông mình phụng riêng dương đầm bấy tê bình nập biên đầm bấy than xua đi xôm bấy tê bà giói bà chế bón đi có phụ ông trông xâm đánh
คือศาสนาสิเพสัตว์นี่คือជាศาสนาสิเพสัตว์មួយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានបើយើងធ្វើការណាត្រូវធ្វើឲ្យដិតដល់នោះគឺព្រះអង្គចង់សម្ដែងអំពីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាក៏ដូចជាបរលោកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវមាននោះគឺមានឧទ្ធានសម្បត្តិរក្ខសម្បត្តិកលិយាណមត្តាសមជីវតានឹងគឺត្រូវបោកបញ្ចូលនៅក្នុងកយរាជេកយរាធេនាំងនឹងឯងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាសិភាសិតនេះបើយើងសម្ដែងឲ្យឆ្ងាយក៏វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងគឺអាចយល់បាននៅក្នុងសាសនាសិភាសិតនឹងគឺព្រះអង្គមានគោលបំណងថាយើងធ្វើអ្វីឲ្យមានសមាធិនៅក្នុងកិច្ចការងារនឹងឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារនឹង កំឲ្យចាប់ត្រង់នេះចាប់ត្រង់នោះមិនស្បោះត្រង់ណាធ្វើការអ្វីត្រូវតែធ្វើការនោះឲ្យដិតដល់គឺធ្វើឲ្យពិតប្រកបឲ្យមើងម៉ាត់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទើបបានផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាសិភាសិតទី 54 នេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានឹងចម្រើនពរលា